Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Báo cáo tới quý vị và các bạn, bây giờ mình test hoạt động của chiếc âm ly Arirang PA203 ba la mã đời 2 quán nóc. Con âm ly này sử dụng 8 con sò MOSFET, mình cung cấp với cái mức giá là 1,2 triệu đồng. Và bây giờ mình test, mình gửi tới người thượng đế đã chốt cái sản phẩm này. Âm ly tốt này, đó là người thượng đế Trần Thêm ở địa chỉ là thôn An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nha. Đấy. Arirang này về thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và bây giờ mình test hoạt động của nó luôn. Huế có biển số là 75 đấy. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo 1 2 3 4. Mấy mic với hai cái đèn đem dài gần nhau này. Alo. Ở đây thì mình để cái nút 2 thì hướng 1 2 giờ không thể dị thay. Alo. Nó còn tùy thuộc vào cái vị trí loa của mình nha. Alo. Alo 1 2 3 4. Alo. Alo 1 2 3 4 5. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đấy là một mạch nhá. Về đó. Alo. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo. Ai ra xứ Huế mộng mơ, khi về mua nón bài thơ làm quà. Đó. Âm thanh MOSFET bao giờ cũng vậy nhỉ? Bao giờ cũng vậy, nó nịnh cái lỗ tai hơn. Và bây giờ mình test cái phần karaoke xong rồi nhá. Mình test sang cái phần nhạc nhá. Thì mình bán cái âm ly này về Huế. Thì mời các đồng chí nghe ca khúc về Huế luôn nhá. Đấy. Đây. Nàng thơ xứ Huế do Thùy Chi thể hiện nhá. Đấy. Không biết nàng này có phải nàng Thùy Chi không biết, nhưng mà đấy là hình ảnh minh họa mình. Nàng yêu cho đời ngẩn ngơ, nàng yêu nên
là phải thử như thế nhá, nó mới chuẩn. Thôi thế đã test xong hoạt động của chiếc âm ly này. Giờ xin phép dừng clip để đóng vào thùng xốp ngày mai gửi đi. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.